Chào tất cả anh em nhé. Mời anh em hôm nay cùng vợ chồng tôi đi thăm vườn. Xem có sâu bệnh gì không. Thăm vườn hồng. Hoa nở rất đẹp. Hoa rất đẹp anh em nhé. Bông hồng cổ rất đẹp anh em nhìn này. Rất đẹp. Để lấy kéo ra cắt hoa luôn thôi. Vườn hồng này rất là nhiều cỏ anh em nhé, cho nên là vườn hồng này mình chỉ làm cỏ bằng thủ công, không có phun thuốc. Nhà mình chủ yếu là trồng hoa hồng để lấy hoa, lấy hoa làm trà, chưng cất nước hoa hồng. Rất đẹp anh em nhé. Màu sắc rất là rực rỡ đẹp.